Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau, và đặc biệt là gặp nhau trong những ngày đầu xuân năm mới như thế này. Trước tiên thì Mạnh Thắng xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình Ai Đến Hôm Nay xin kính chúc tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ có một năm mới tràn ngập yêu thương, dồi dào sức khỏe, và tất cả những cái dự định nào mà ở năm cũ mà chúng ta chưa hoàn thành được thì trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành hết nhá. Và hôm nay thì trong một cái số đặc biệt đầu xuân thì chúng ta cũng sẽ chào đón những nhân vật rất đặc biệt, và hãy cùng xem hôm nay ai đến. Tết dọn nhà giúp mẹ kiểu lâu cho nó kỹ kỹ vào, khách cứ là sắp đến chúc Tết rồi đấy. Còn lâu kỹ lắm luôn ấy. Lúc khách đến nhà: chúc mừng năm mới bác, mời bác vào nhà, bác cứ đi cả dép vào đi ạ. Vậy là chúng ta đã vừa theo dõi những hình ảnh giới thiệu về những vị khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình đầu xuân năm mới này. Hãy cùng gặp gỡ một cặp gia đình nghệ sĩ vô cùng đáng yêu xin được chào đón đến với chương trình ngày hôm nay. Chào đón Nhật Anh. Vâng ạ. Chào cháu Trang. Thưa quý vị, thật ra thì Mạnh Thắng với cả em Trang ở đây thì cũng đã có thời gian quen nhau, hai chú cháu biết nhau phải đến gần 15 năm rồi nhờ. Dạ. Nhưng hôm nay thì bởi vì là nói chuyện bình thường xưng hô với cả Nhật Anh là anh em, nên là chương trình của chúng ta bây giờ bắt đầu từ bây giờ cháu nhá, là xưng hô anh em nhá. Vâng ạ. Xin mời hai vợ chồng ạ gửi lời chào đến khán giả chương trình ạ. Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến tất cả khán giả của chương trình Hôm Nay Ai Đến. Và mình là Nhật Anh Trắng, là một nhà sáng tạo nội dung, còn đây là mình là Trang Đinh, là cũng là một nhà sáng tạo nội dung ở trên các nền tảng mạng xã hội. Và rất vui hôm nay được đến trò chuyện với cả anh Mạnh Thắng ạ. Có rất là nhiều nghệ sĩ khi mà đứng trước khán giả thì cảm thấy rất là mạnh mẽ, tuy nhiên là khi mà đứng cạnh người phụ nữ mà họ yêu thương nhất thì luôn cảm thấy rất là run rẩy. Điển hình ở đây là Nhật Anh. Chương trình của chúng ta hôm nay là tên gọi là Ai Đến Hôm Nay, tuy nhiên là khi mà ngồi cạnh bà xã trong những ngày đầu năm mới này thì Nhật Anh nói là hôm nay ai đến. Bây giờ anh đề nghị em là em nói lại chương trình tên là gì nào. Là vâng, chương trình tên là Ai Đến Hôm Nay. Thì đúng rồi. Trong những ngày Tết vừa rồi thì hai vợ chồng như thế nào? Những ngày Tết của gia đình bọn em thì thường là những ngày dành toàn bộ thời gian cho gia đình, nội ngoại hai bên, và đi lễ đầu năm. Những cái hoạt động gia đình chung là thường niên, là năm nào nhà em cũng gọi là có cái lịch cụ thể, là cứ thế là tiến hành thôi. Thường thì khi mà quãng thời gian mà hai bạn còn đang tìm hiểu nhau nhá, chưa về chung một nhà nhá, thì Tết nó có khác nhiều so với cái việc là khi mà cả hai đã thành vợ thành chồng rồi không? Có khác ạ, tại vì hồi đấy là chưa sống chung ấy ạ. Thì là sẽ có một cái khoảng thời gian là trước Tết và sau Tết. Vì nhà em là không đi chơi giao thừa. Vâng ạ, em là từ bé lớn là cứ giao thừa là ở nhà thôi ạ. Ở nhà. Và đón Tết với cả gia đình. Thế nên là Tết là bọn em chỉ nhắn tin và liên lạc qua điện thoại. Sau đấy thì sang ngày mùng 1 có thể là bắt đầu mới gặp nhau. Thật ra là với em thì nếu mà nhìn một cách tổng thể thì với em thì nó không khác quá nhiều. Lúc trước khi lấy và sau khi lấy, bởi vì bọn em cả hai gia đình bọn em đều là ít đi đâu đến giao thừa lắm. Phải đến khi nào qua giao thừa, lễ ở nhà xong rồi bọn em mới đi ra chùa, hoặc là đi những cái gọi là đi ra ngoài du xuân, đúng không? Thường thì mỗi người đều có những cái quan điểm khác nhau về Tết. Thì bây giờ anh rất là muốn nghe quan điểm của hai vợ chồng, không biết là Tết với mọi người nó sẽ là cái gì? Cá nhân em thì Tết là một cái dịp gọi là Tết đoàn viên, là một cái dịp là để gặp gỡ những người thân trong gia đình và những người họ hàng nữa. Lâu ngày mình chưa được gặp nhau thì Tết là một dịp để mọi người gặp nhau. Trang thì có quan điểm giống chồng không? Em thì cũng gọi là một người luôn hướng về gia đình. Nên là những ngày Tết từ bé đến lớn là theo truyền thống gia đình là em cũng thường là sẽ có những hoạt động về gia đình thôi. Em thấy mấy ngày Tết là tất cả những người thân của mình cũng được nghỉ, và sum họp những ngày đấy thì nó rất là ý nghĩa ấy ạ. Tết đoàn viên đúng không? Trong những ngày đầu xuân năm mới thì chúng ta sẽ nói lại chuyện của năm cũ một chút nhá. Cái điều mà lớn nhất hoặc là ý nghĩa nhất mà cả hai vợ chồng cảm thấy là đã làm được trong năm cũ là gì? Năm vừa rồi đúng là một cái sự gọi là thay đổi đối với em, bởi vì là cái định hướng công việc của em nó mới bắt đầu rõ ràng hơn. Và bọn em bây giờ có cùng công việc chung này, cùng có cùng những cái hoạt động chung nữa. Thì em cảm thấy sự gắn kết giữa hai vợ chồng không chỉ ở cuộc sống mà ở công việc có sự liên kết với nhau rất là nhiều. Thế còn với cá nhân Nhật Anh thì sao? Năm vừa rồi của em thì điều gì mà em nghĩ là em làm thành công nhất? Điều mà em nghĩ là thành công nhất là khi mà em có thể giúp cho vợ em
cùng với em là hai người, mỗi người có một cái kênh gọi là mạng xã hội riêng và đều gọi là đẩy lên những cái nội dung của riêng mình, đều phát triển và đều cũng có những cái nguồn thu nhập riêng của hai vợ chồng, thì em cảm thấy rất là vui. Bây giờ thì trong mỗi một chương trình Ai Đến Hôm Nay, những khách mời thì đều sẽ có những cái thử thách nho nhỏ mà chương trình mang đến. Được thì sẽ nhận được một tràng pháo tay của người dẫn chương trình là anh. Đấy, thua thì có rất nhiều những hình phạt bổ vây. Ở nhà thì không biết là hai bạn thì có thói quen là ăn hạt bí trong cái dịp Tết không? Có các loại hạt luôn, hạt bí, hạt hướng dương, hạt dưa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái trò chơi, và với trò chơi này thì xin phép là sẽ để hai vợ chồng ở hai chiến tuyến hoàn toàn khác nhau. Hai bạn là hai đối thủ của nhau. Và hãy nhớ nhá, trò chơi đã là trò chơi thì chúng ta sẽ phải chơi hết mình, không được gọi là nể nang gì cả nhá. Và trò chơi của chúng ta là trò chơi bóc hạt bí. Mỗi vợ chồng sẽ có thời gian là 60 giây tương ứng với 1 phút để có thể là bóc hạt bí ra. Bạn nào có nhiều hạt bí hơn bạn ấy thắng, đơn giản thế thôi. Sẵn sàng chưa? Vâng ạ, sẵn sàng nhá. Ok, chuẩn bị này. 3 2 1 bắt đầu. Mười, chín, tám, một, hết rồi. Ok, rồi. Trước tiên thì chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho hai vận động viên của chúng ta đã. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với phần công bố kết quả. Rồi, bên tay trái của tôi đang là thành quả của vận động viên Nhật Anh. Bên tay phải là thành quả của vận động viên Đinh Trang. Chúng ta sẽ cùng đến với Nhật Anh trước. Một, 2, 3, 4, 5, 2 cái mảnh vỡ là 6. Rồi, Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi dồi ôi, xuất sắc, gần gấp đôi. Rồi, như vậy là cảm ơn hai vợ chồng. Hai người thì đã rất là cố gắng để tham gia trò chơi này. Nhật Anh là người thua. Anh sẽ lại mang đến cho em một cơ hội. Với cái phần bonus thêm này, mình sẽ không phải bị phạt. Trên bàn của chúng ta đang là 3 chiếc phong bì, nó chứa những cơ hội dành cho em. Vận may thuộc về em nhá. Trong này có cả tiền, giá trị nó khá cao đấy. Nó thật là như vậy. Một phong bao có tiền, hai phong bao còn lại thì nó cũng sẽ chứa những vận may dành cho em hoặc hình phạt dành cho em. Hãy cùng xem là em sẽ lựa chọn cái phong bao lì xì nào. Xin mời em. Rồi, xin mời hãy chọn một. Vâng. Thế nếu mà chẳng may em bốc phải cái tiền chẳng hạn thì là người thua lại được thưởng tiền ạ. Đấy, đây là cơ hội dành cho em, mà bởi vì là em cũng đã là một người bị thua ở trong trò chơi vừa rồi. Nếu mà xét về tính chất về mặt tổn thương thì là em cũng bị tổn thương một chút đúng không? Nào bây giờ hãy mở ra. À, có giấy chứ không có tiền à? Trời. Rồi em hãy mở tờ giấy đấy ra, hãy đọc to nội dung trong tờ giấy đấy đi ạ. Vừa hát một bài hát về Tết và ăn hết chỗ hạt bí vừa cắn được. Ôi trời ơi. Tức là hôm nay là một ngày mà có lẽ em là người làm nội dung. Thế nên là năm nay sẽ hứa hẹn là một năm mà em sẽ bùng nổ đấy. Rồi anh sẽ đổ hai cái. Ôi, tức là của cả hai người luôn ạ. Đúng rồi. Nào, bây giờ em sẽ vừa ăn hạt bí, vừa hát bài hát về Tết. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cái người vàng mình đỏ hồng thắm tươi. Ok, được rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành cái thử thách rất là tuyệt vời của Nhật Anh. Khi mà thành vợ thành chồng rồi là mang theo gánh nặng của những bậc làm cha làm mẹ, rồi cơm áo gạo tiền nữa, đôi khi nó khiến cho những cái mối quan hệ trong các gia đình cũng tương đối là mệt mỏi. Nhưng anh không thấy cái điều đấy ở gia đình nhà em, thì chắc chắn là phải có bí quyết rồi. Hai vợ chồng có bí quyết gì mà để luôn duy trì được cái sự tươi mới mà vui vẻ trong gia đình nhà mình không? Thật ra cái đấy em biết nó một phần nào đấy nó cũng xuất phát từ bản thân hai vợ chồng em nữa. Cũng là hai người rất là thích những cái sự vui vẻ và tích cực. Bọn em ngoài cái việc là hai vợ chồng thì nhiều khi cũng như là hai người bạn, hai người tri kỷ với nhau, thì một phần nào đấy nó sẽ giúp bọn em có một cái cuộc sống vui vẻ hơn. Có như đây là mình đang đi chơi với bạn mình đang ngồi với bạn mình thôi, chứ không phải là mình ngồi với vợ mình. Nên mình ngồi với một cái người nào đấy nó gây gọi là stress cho mình. Ok. Em lại khác anh ngồi cạnh vợ anh stress lắm. Rõ ràng là với mỗi một gia đình thì đều có những bí kíp riêng. Và cái điều may mắn ở hai vợ chồng là chúng ta tìm được cái niềm vui chung ở trong công việc. Và trước khi mà thành vợ thành chồng thì hai người cũng là những người bạn, những người tri kỷ của nhau. Sau khi mà trao đổi xong một số những cái câu chuyện của hai vợ chồng thì bây giờ là mời
hai bạn đến với một thử thách tiếp theo. Trước tiên thì anh mời hai bạn, mỗi bạn sẽ lựa chọn một cái phong bao đi ạ. Ok, đừng mở ra vội nhá. Ok, bây giờ lần lượt từng người một sẽ mở lá bài của mình ra. Và xin được nhắc lại là bình thường ấy, lá bài của chúng ta sẽ có hai phần: hành động hoặc trả lời. Trước khi mà chúng ta mở lá bài thì sẽ phải phân công trước đã. Với lá bài đầu tiên này, Trang sẽ là người mở trước. Em cũng sẽ là người phân công luôn. Em sẽ là người trả lời hay hành động? Em trả lời. Em trả lời, ok. Chồng em sẽ là người hành động. Xin mời Trang bóc lá bài ra. Nào, xin mời mở lá bài ra đây ạ. Câu hỏi của em là: bạn có mối tình đơn phương nào thời học sinh mà chưa dám thổ lộ không? Người đó là ai? Ôi trời ơi, biên tập đầu xuân năm mới mà đã đưa câu hỏi này có vẻ hơi khó khăn. Ok, vậy thì hãy đưa cho chồng em để chồng em sẽ đọc cái phần hành động. Xin mời. Nhưng mà em thấy nó cũng khá là khủng hoảng ấy, bởi vì em phải múa bụng trên một bài hát chèo. À thế à? Ôi trời ơi. Anh đã chuẩn bị ở đây một cái đoạn nhạc chèo không lời nhưng mà bản remix nhá, để cho em có thể là tăng cái sự hưng phấn trong cái quá trình biểu diễn. Mời em đứng dậy. Rồi. Và thưa quý vị, múa bụng trên nền nhạc chèo bắt đầu. Múa bụng là như nào? Như này ạ. Nó ok, rồi, đã đủ. Một tràng vào tay, cảm ơn Nhật Anh ạ. Em hãy nhận xét một cách công tâm đi. Cái khả năng vũ đạo của chồng em như thế nào? Em thấy cũng dẻo, cũng lắc biển chuyển phết. À thế à? Đấy. Em thấy là cũng được. Rồi, đúng là chồng hát vừa khen nhưng hay. Nhưng mà đúng là phải có chương trình thì mới được xem chồng múa bụng chứ ở chưa nhà. Chưa bao giờ? Chưa. Chưa bao giờ. Cố gắng thì có khi là tối nay về thực hành luôn nhá. Chứ em còn chưa xem em bao giờ được. Ok, rồi, bây giờ thì chúng ta đã trải qua xong phần thách đầu tiên của Nhật Anh. Với Trang, em đã có một câu hỏi. Em có thể trả lời hoặc không? Thực ra trong này ghi là thời học sinh. À ừ, thời học sinh. Mà học sinh thì thực ra là em toàn học cơ. Em toàn học cơ. Ừ. Em không yêu lắm. Không yêu lắm là có. Có yêu nhưng mà không yêu nhiều. Không yêu nhiều tức là kiểu cũng không phải là máu yêu lắm. Không phải là máu yêu lắm. Ừ. Đấy, sau đấy thì là có người tán thì cũng đồng ý. Chứ còn đơn phương thì thật ra là em thấy em không có đơn phương ai cả. Thế ngày xưa là ai cưa ai? Nhật Anh. Tất nhiên là không phải em rồi. Mà cũng không phải. Không em rồi. Thì bọn em không ai cưa ai cả. Tức là tự mọi. Không tự ạ, cũng không tự ạ. Được làm mối ạ. Đẩy thuyền ạ. Được các anh chị ẩn vào. Đẩy thuyền à? Mất bao nhiêu lâu từ lúc mà đẩy thuyền cho đến khi mà thành đôi? Một. Đấy. Ok. Một tuần thôi. Vâng ạ. Vâng. Có vẻ như là sinh ra là dành cho nhau rồi đấy, đúng không? Chẳng qua là chỉ cần một cái cớ thôi đúng không? Ok. Như vậy là câu trả lời của Đinh Trang là hồi học sinh là bạn ấy không yêu đơn phương ai cả. Với vai trò là một người dẫn chương trình, một người cầm cân nảy mực, một người công minh thì tôi công bố là cái đáp án vừa rồi là không được chấp nhận. Và bây giờ thì xin mời bộ phận thư ký ạ, hãy đem chúng tôi hình phạt ra đây ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Nhật Anh thì đã vượt qua được thử thách, thế nên là em không phải làm gì. Bây giờ việc của em là ngồi tận hưởng thôi. Còn Trang, bây giờ thì em sẽ phải nhắm mắt lại và em sẽ chọn một viên kẹo bất kỳ ở trong cái đĩa kẹo này và sau đó là sẽ ăn nó. Xin mời, nhắm mắt vào. Một viên thôi. Ok, ăn nó ạ. Hãy miêu tả cho anh và chồng em biết là cái kẹo này nó có vị kiểu như thế nào. Ổn không hay không ổn? Ngon ạ. Ngon ạ. Ngon à? Ôi trời ơi. Phải nói thật với tất cả quý vị là tất cả những khách mời đến với chương trình này đều là những người mà ăn ở rất là có hậu luôn. Tôi là người duy nhất bốc phải cái kẹo thối ở đây, còn đâu chưa bao giờ khách mời bốc phải kẹo thối cả. Ngon thật ạ, tại vì kiểu vị vani ạ. À thế à? Vâng. Em là một người may mắn đấy, trộm vía. Tức là năm nay sẽ là một năm cực kỳ thành công đối với em. Rồi chúc mừng em một lần nữa. Ok. Sau khi mà vượt qua thử thách của Trang thì bây giờ là đến với Nhật Anh. Bây giờ là lúc mà em sẽ mở phong bì của em ra. À, trước khi mà mở phong bì thì em sẽ là người lựa chọn. Em sẽ là trả lời hay hành động? Em sẽ trả lời đi ạ. À, mời em. Em hãy mở ra và em sẽ trả lời câu hỏi và Trang sẽ là người hành động. Trời ơi. Hay hành động trong nhà thì sẽ phải hành động thôi. Câu hỏi của em là gì? Bạn đã xem phim Con Heo chưa? Không, thật ra em nghĩ đây là một câu hỏi rất là dễ trả lời với anh em mình. Đúng. Không, với em thì em đừng có lôi anh vào đấy. Anh không liên quan gì đến câu chuyện này cả. Ok,
Thế còn phần hành động thì em sẽ chuyển cho Trang đi ạ, để Trang đọc cái phần hành động. Nó lại là quá dễ ạ. Cởi một thứ trên người bạn ạ. Quá dễ. Thế à? Vâng. Ồ, ok, rồi. Cởi mic. Em thực hiện trước. Em thực hiện trước, ok. Nào. Em cởi là cởi luôn hay là thế nào ạ? Cởi luôn hay là thế nào ạ? Cởi luôn chứ bây giờ thì những cái phần mà cởi từ từ hoặc là đặc biệt thì có thể là em về nhà gặp chồng sau. Còn đến với chương trình là cởi luôn, cởi gì nào? Dép ạ. Dép? Vâng. Ok, rồi, xin mời. Đây thì cởi bỏ ra đây thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Để okay. Cạnh chồng ạ. Đấy. Như vậy là em sẽ phải đi trần đất từ giờ đến cuối chương trình nhá. Vâng ạ. Ok. Rồi, hoàn thành. Nào bây giờ thì xin mời Nhật Anh. Hãy trả lời nghiêm túc nhá. Đầu năm là mình không nói dối là một này. Vâng. Không nói phét là hai này. Đã bao giờ xem phim con heo chưa? Nhưng mà năm nay có phải năm con heo đâu mà. Hỏi một câu về phim con heo ạ. Nhưng mà em xem rồi chứ. Em xem rồi chứ. Xem rồi. Vâng, em và những người bạn đồng trang lứa của em thường rất hay xem những cái bộ phim như thế để gọi là mình có thêm những kiến thức. Em nghĩ nó hơi bị xa quá. Thực ra là câu hỏi của chương trình ấy, bởi vì là bọn anh là hướng đến cái bộ phim hoạt hình Hiệp Sĩ Lợn đó. Em lại nghĩ nó quá xa nhưng mà thôi không sao, anh thích cái cách trả lời của em nhá. Ok. Rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa đến với phần thử thách và lần này thì không ai bị phạt cả. Ok, chúc mừng hai vợ chồng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hairstyle. Ở đây thì mời hai vợ chồng sẽ chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Xin mời. Em chọn số 9 ạ. Ok. Em chọn số 5. Số 5 và số cuối cùng. 3. Số 3 của chúng ta là một hashtag màu trắng, tức là nó chứa một thông điệp tích cực, có từ khóa là du xuân đầu năm. Quan điểm của hai bạn về cái du xuân đầu năm này là như nào? Đối với nhà em thì thực ra là những cái ngày đấy theo như lúc bọn em có chia sẻ thì là bọn em thường là dành cho gia đình. Còn nếu như có thể là thay đổi kế hoạch một chút thì bọn em cũng rất mong muốn là có một năm nào đấy bọn em cũng sẽ thử đi du lịch vào những ngày Tết và đi du xuân xa và có những thời gian dành riêng cho nhau để thử xem là cái trải nghiệm vào những ngày Tết mà mình đi du lịch thì sẽ như thế nào. Ừ, đấy, khi mà em vừa nói là đi xa hai đứa đi với nhau là anh thấy Nhật Anh cười tươi lắm đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với con số thứ hai mà hai vợ chồng đã chọn, số 5. Số 5 của chúng ta là một hashtag màu đen, nó chứa một cái thông điệp tiêu cực. Từ khóa của chúng ta đó chính là tai nạn giao thông. Thường cái quãng thời gian đầu năm khi mà mọi người được nghỉ thì mọi người sẽ đi chơi nhiều và đôi khi là mọi người cũng sẽ sử dụng rượu bia, nên là cái tần suất cũng như là cái tỷ lệ những cái vụ tai nạn giao thông ở những cái dịp đầu xuân năm mới nó khá là nhiều. Anh muốn nghe quan điểm một chút của hai vợ chồng liên quan đến cái từ khóa này. Đúng như anh có chia sẻ thì là phần lớn em nghĩ nguyên nhân là do rượu bia. Khi mà mọi người đến nhà nhau chúc nhau một chút gọi là đầu xuân thì thường sẽ làm một ly bia hoặc là một ly rượu chẳng hạn, thì nó có thể là rất là vui, nhưng mà khi mà mình có một chút hơi men trong người như thế mà điều khiển phương tiện giao thông thì em thấy nó rất là nguy hiểm, không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho rất là nhiều những người xung quanh nữa. Thì theo em thì nếu mà được thì nên cắt cử ra mỗi cái đoàn đấy sẽ có một người lái xe để cho những người còn lại, vâng, để cho những người còn lại có thể tha hồ vào chúc Tết rồi xong đấy lại đổi nhau luân phiên nhau. Thế với nhà em thì sao? Phải đi chúc Tết mà nhỡ phải uống ấy, thì ai sẽ là người lái xe và ai sẽ là người uống? Thật ra như nhà em thì rất dễ thôi, đúng không cha? Tại vì như nhà em chỉ là em uống và vợ em lái. Là em uống và vợ em lái. Hoặc là những hôm nào mà anh ấy đi một mình thì em khuyến khích là đi xe taxi. Yeah. Tại vì là cái việc mà uống rượu bia xong tham gia giao thông thì em thấy rất là nhiều cái trường hợp xảy ra đáng tiếc rồi. Ừ. Thì em nghĩ là mình không nên gọi là như thế. Ừ. Cảm ơn hai vợ chồng. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với con số cuối cùng của hai vợ chồng, là số 9 đúng không? Dạ. Số 9 của chúng ta là một hashtag màu cam và từ khóa của chúng ta đó là đi du lịch vào dịp Tết. Cụ thể như thế này, Tết thì mọi người đều thấy đây là một cái dịp chúng ta được nghỉ dài ngày. Tuy nhiên là nhiều bạn cũng nghĩ là Tết thì nên ở nhà, rồi là bố mẹ bảo là phải cơm nước, chợ búa, cỗ bàn, mời gia đình. Nhưng cũng có nhiều bạn thì lựa chọn là cái quãng thời gian Tết là quãng thời gian mà bỏ hết tất cả công việc ở lại để chúng ta có thể là đi chơi xa. Thậm chí là có những bạn bây giờ là bạn đi từ đêm 30 Tết cơ, chứ không phải chờ Tết mới đi. Thế bây giờ là anh muốn nghe quan điểm của hai vợ chồng về cái việc là Tết ở nhà hay Tết đi chơi. Nếu mà như nhà em lựa chọn thì rất là rõ ràng rồi, ừ. Nhà em sẽ ở nhà. Nhưng mà theo em nghĩ là cái việc mà Tết các bạn đi chơi cũng rất là hay. Nhà em cũng
rất là tôn trọng về quan điểm đấy, bởi vì là cả một năm mình đã vất vả rồi, thậm chí là dốc hết sức mình cho người khác rồi, thì mình muốn những cái ngày đầu xuân là mình dành cho bản thân mình, thì em nghĩ đấy là cũng là một cái gọi là rất là văn minh của các bạn ấy. Như vậy là chúng ta cũng đã vừa đến với những cái quan điểm rất là rõ ràng của cả hai vợ chồng Nhật Anh và Đinh Trang liên quan đến ba từ khóa ẩn đằng sau ba con số của chúng ta. Bây giờ hãy đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Và ở góc review thì anh sẽ mời hai vợ chồng chúng ta sẽ lựa chọn một trong ba chủ đề sau đây để chúng ta sẽ nói nhá. Một là điện ảnh, hai là âm nhạc, ba là sách. Em chọn âm nhạc đi. Chia sẻ về một cái bài nào đấy để có thể giới thiệu cho mọi người cùng nghe trong những ngày Tết này. Vâng, thì như cái nhóm của bọn em như thông lệ là hàng năm là sẽ có một cái bài hát là để tổng kết lại một năm cũ. Nó như là một cái dạng táo quân nhưng mà rất là ngắn gọn và thu nhỏ lại khoảng 10 phút thôi, là những cái bài hát nhạc chế và điểm lại tin những cái thông tin nó nổi cộm, với những cái thông tin về mạng xã hội mà nó gây chú ý trong năm, để mọi người có thể nhìn lại một năm theo một cái góc nhìn nó vui vẻ, nó hài hước, dựa trên cái góc nhìn của bọn em thôi. Rồi. Thì em nghĩ đấy là một sản phẩm cũng thú vị của bọn em, thì rất mong mọi người ủng hộ cho bọn em một chút những cái lượt xem. Nếu mà các bạn nào mà chưa nghe thì ngay sau khi mà kết thúc chương trình Ai Đến Hôm Nay thì chúng ta có thể là lên trên kênh TikTok của hai vợ chồng để có thể là nghe lại cái bài hát này. Nó cũng giống như là một cái đoạn phim tua nhanh để chúng ta đến với những cái điểm nhấn của những cái sự kiện trong năm 2022 được thể hiện một cách rất là hài hước và vui vẻ. Rồi. Và bây giờ thì như vậy là chúng ta cũng đã khép lại chương trình Ai Đến Hôm Nay. Rất là cảm ơn hai vợ chồng đã dành thời gian đến với chương trình trong cái dịp rất là đặc biệt như thế này. Vâng, nhân dịp đầu xuân Quý Mão thì gia đình Nhật Anh Trắng, Trang Đinh xin được gửi lời chúc đến tất cả mọi người một mùa xuân thật là rực rỡ. Và nhớ là du xuân thật là an toàn nhé. Và bây giờ thì thưa quý vị, phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì ba anh em chúng tôi muốn một lần nữa nói tới quý vị rằng chúc mừng năm mới.